LTK Bonsai xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu clip này tại điểm bán cây kiển của Thúy An ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, cho quý bà con có nhu cầu giao lưu cây kiển tham khảo giao lưu ha. Rồi, chào chú Tuấn, chào tất cả bà con đang xem kênh LTK Bonsai hôm nay nha. Hôm nay em cũng có một số cây cảnh núi rừng và một số cây sam để giao lưu với tất cả bà con trên mọi miền Tổ quốc ha. Rồi, mọi thông tin chi tiết và giá cả đều thương lượng qua số điện thoại của con nha, 0939700449, cũng là số Zalo luôn. Rồi, đến với cây số đầu tiên là một cây số 1, là một cây bằng lăng dáng lặt ha. Đó, dáng rất là quái, đã nứt chồi sống khỏe rồi nha cô chú anh chị. Đây. Rồi, chiều cao. Chiều cao của cây bằng lăng này là 42. Đó. Chậm thôi. Đó, đảm bảo sống khỏe. Cây bằng lăng dáng lặt này không có bị một gì hết. Đây, 122 là hoành tổng ha. Rồi, bằng lăng núi ha. Dạ, bằng lăng núi. Hoa tím lá nhỏ nha. Rồi, cây này xin giao lưu với giá bao ship là 1.600.000 đồng. Mã số 1 nha, bằng lăng hoa tím lá nhỏ. Mình về mình ghép tường vi hoặc là chơi nguyên thủy cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi, số điện thoại. Rồi, mọi thông tin chi tiết đều liên hệ qua số điện thoại 0939700449 nha. Đây, cây số 2 cũng là cây bằng lăng dáng lặt luôn. Chiều cao của cây này là 40. Đó. U bú hết ha. Đây, hoành của nó là 67. Mã số 2, bằng lăng dáng lặt, xin giao lưu với giá là 1.400.000 nha. Đó. Vàng rồi, nhìn cái mặt này coi. Đảm bảo bao sống khỏe cho cô chú anh chị mình nha. Bầu này là mình làm lại dạ, nha. Dạ, bầu làm, bầu dâm. Đảm bảo sự sống ha. Đảm bảo sự sống, mình về mình để trong mát, tưới nước nhiều vào là cây có thể đâm chồi sống khỏe. Mã số 3, bằng lăng cốt ha, tàn đa, 60 là quà chiều cao. Đó, cây đã đâm chồi rất là mạnh rồi nè. Đó. Đây. Tổng hoành kéo thẳng thước dây là lấy 75 nha. 75. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ ha. Rồi, mã số 3 xin giao lưu với giá là 1.300.000 đồng. Giá rồi, đã bao gồm phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Đâm một hết ha. Dạ, đâm chồi hết rồi. Đảm rồi. Bảo bao sống khỏe rồi, nha. Nhận cây trả tiền hay sao anh? Dạ đúng rồi, cũng ship có toàn quốc nha. Đó. Mã số 4. Đây, cây này rất là đẹp ha. Liền bệ đế. Chiều cao của cây này là 39 ha. Rồi. Đó. Tổng hoành. Tổng hoành. Đây, tổng hoành của nó là 125 nha. Rồi. Nguyên cụm ha. Dưới dạ, nguyên ha. Cụm. Đây, đo tổng chiều dài bộ đế của nó đi là 64 ha. Rồi, cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ này có giá là 1.300.000. Mã số 4 nha cô chú anh chị. Đó. Rồi. Rồi. Mã số 5. Đây, giống như là một con thú nằm luôn ha. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ luôn nha. Rồi. Chiều cao của nó là 45 nha. Cái này mình để trong mát tưới nước từ 10 ngày là cây có thể đâm chồi sống khỏe. Đây. Hoành của nó là 85 nha. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ, mình về mình có thể ghép tường vi hoặc là chơi nguyên thủy cũng rất là đẹp ha. Rồi, cái này xù xù gì vậy? Cái này là do này nằm ở cạnh cái vách đá á chú. À. Dạ. Rồi, giật ra. Mã số 5 xin giao lưu 1.300.000 đồng, giá đã bao gồm phí ship nha. Rồi. Rồi. Đến với mã số 6. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ mini nha. Chiều cao của nó là 47. Đó. Hoành kéo thẳng thước dây của nó là nấy 52 nha. Rồi, cây này với giá là 800.000 đồng, bao phí ship toàn quốc. Mã số 6 ha. Đây. Ghép tường vi. Tường vi được. Ghép ha. Tường vi được. Rồi. Nhiều người cũng ghép rồi, hổm gài cũng giao lưu khá là nhiều rồi ha. Nhưng đều có nhận được sự phản hồi tốt về khách nhiều lắm nha. Rồi. Chiều cao của cây cẩm thị da đen này là 58 nha. Cây cẩm thị. Cẩm thị da đen có trái luôn nha cô chú anh chị. Đó. Mã số 7 nha. Cái này rồi. Đo làm sao vậy? Đo làm sao vậy?
Tán ngang của nó là 89. Rồi còn mẹ khúc trên nè. Rồi dưới trên cũng như nhau phải không? Dạ, nó rồi, có một thử khúc. Coi cái độ lớn già của nó thôi. Rồi, báo đi. Ở trong đây là 20 nha cô chú anh chị. Đâu dạch dạch lên này, có thấy gì được không? Đây, đây đây, đây con nghiền lại cho. Nguyên đó. Bộ gì nữa nè. Nguyên cụm. Rồi, 20. Mã số 7 xin giao lưu với giá là 1.300.000 đồng. Cho mã cẩm thị nha, số 7 nha. Rồi. Đây. Đây, mã số 8. Cẩm thị da đen trong clip này được 2 cây nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây cẩm thị này là 67. Đây. Cái tán này của nó là 125 nha. Quê. Đó, giống như một cái đĩa bay ha. Rồi, đo cốt báo rồi. Đây, cốt này bên đây thì đo được nè. Nó có thoát thân. Đây, 33 là hoành ha. Giữ đó, giữ đó. Rồi, quay vào. Cẩm thị da đen nha. Rồi, giá luôn. Mã số 8 xin giao lưu với giá là 1.600.000 đồng nha. Giao lưu toàn quốc ha cô chú anh chị. Đảm bảo tai chi cành an toàn cho cô chú anh chị mình nha. Không bị gãy bị này bị kia ha. Rồi, số điện thoại, nhắc số điện thoại đi. Số điện thoại của con là 0939700449. Cũng là số Zalo luôn nha. Cô thì... chú bác anh chị nào muốn biết thêm thông tin về cây thì cứ liên hệ qua số điện thoại và Zalo đó ha. Rồi, đến với mã cây số 9 là một cây thị thơm nha cô chú anh chị. Trái thị mình đó ha. Dạ, trái thị thơm á, rất là thơm luôn. Chiều cao là 115 nha. Rất là nặng luôn. Rồi, cây này cũng miền núi ha. Dạ. Đây, hoành trên đây là 43. Để đo cái hoành tổng của nó này ha. Đây, hoành tổng của nó thì lấy 140 thôi nha. Rồi, quay vòng đi. Cây thị thơm, dáng rất là quái nha. Đó. Này nặng nữa mình về mình trồng á, nữa mình ấm cái bầu nó lên khoảng tới đây đi nha. Rồi, lá tược gì chứ. Dạ. Cây này hiện tại là cây mới làm, chưa đâm tược nhưng đảm bảo bao sống cho cô chú anh chị mình nha. Rồi. Đó, cây mã số 9 xin giao lưu với giá là 2.800.000 đồng nha. Giá cây đã bao gồm phí ship. Cây thị. À, rồi. Cây thị thơm. Số. Cây rất là nặng nha cô chú anh chị. Cây số 10 cũng là một cây thị thơm khủng luôn nha. Đây, cây này hiện tại đã đâm chồi sống khỏe rồi nha. Chiều cao của cây này là 84. Sang dòng đi hả đó chứ. Đó, nguyên một bể đế đặc luôn này nha. Rồi, đo cái hoành tổng đi. Hoành tổng của cây này là 112 ha. Rồi, quay dòng đế. Nữa mình trồng mình ấm nó lên trên khoảng cái trên đây nào lớn lớn nó đo thử bao nhiêu được mày đó. Đây. Hoành đại diện của nó là 46. Đây những rồi, cái chồi của nó này ha. Rồi. Đây. Chồi cây đã sống khỏe rồi nha rồi, cô chú anh chị. Lên một rồi, ha. Dạ, đảm bảo ẩm tốt bầu là cây sẽ làm, ha. Dạ. Làm lại. Mọc chồi rất là khỏe. Chạy đâu? Vận chuyển. Do vận chuyển nên cây có bị trầy. Đây thịt rất là tươi ha. Rồi, cây mã số 10 xin giao lưu với giá là 3.800.000 đồng. Đã bao toàn bộ phí ship rồi nha cô chú anh chị. Rồi, cây thị. Cây thị thơm, rất là nặng luôn. Rồi, mã số 11 là một cây hồng quân nha cô chú anh chị. Cây liền không có sẹo gì hết ha. Hồng quân. Cây hồng quân. Có trái ăn được phải không? Dạ, có trái ăn được. Chiều cao của cây này là 117. Những cô chú anh chị nào muốn biết thêm thông tin hoặc là chi tiết của cây á, thì cứ liên hệ số điện thoại và Zalo của em ha. Cây rất là nặng luôn nha. Rồi. Rồi. Để báo hoành tổng của nó ha. Hoành tổng của nó xin báo là 98. Đó. Rồi, cái thằng đứng đó thôi, cái thằng đứng thôi. Đây. Đây, lấy 52 nha cô chú anh chị. Lá nó đây ha. Dạ, lá đây. Ở đây trên đây cũng đã đâm chồi sống khỏe rồi nha. Đâu. Mã số 11 xin giao lưu với giá là 3 triệu nè, 3 triệu đồng nha. 3 triệu chẳng ha. Dạ. Rồi, ship. Một cây này có thể là nặng 6-70 kg nha cô chú anh chị. Ship toàn quốc ha. Dạ, bao ship toàn quốc rồi. Rồi, tiếp tục. Rồi. Tiếp tục là cây 12 là một cây cắt nghệ nha. Rồi.
trắc nghệ. Gỗ trắc mình đó ha. Dạ, gỗ trắc 102 là chiều cao. Đây. Có cái đầu quéo nè ha. Đó. Cái này thì người ta chơi lũa là nhiều nha cô chú anh chị. Cái này bước lâu rồi ha. Dạ, 72 là hoành tổng nha. Đó, cái thịt của nó màu quay vàng đi, luôn. Quay đi. Cái này bầu ghim hết ta. Dạ. Ghim không? Cái này hiện tại đất là nó nằm trong đây cũng lâu rồi đó. Đây, 22. Cây miền núi. Dạ. Rồi. Mã số 12 xin giao lưu với giá là 1.800.000 nha. Đó, một cây trắc nghệ nha. Trắc nghệ. Dạ, màu vàng nghệ. Rồi, trắc nghệ nữa hả? Mã số 13 cũng là một cây trắc nghệ luôn nha. Chiều cao của nó là 88. Đó. Mã số 13 ha. Rồi, hoành tổng của nó là 53. Mã số 13 nha. Xoay. Rồi, hoành của thân đại diện của nó là 42 ha. Đó. Rồi, coi cái lỗi cái thịt nó coi. Đây, thịt ở đây. Đó, cái này mình xét lên là màu vàng dạ. Mã số 13 xin giao lưu với giá là 1.800.000 nha cô chú anh chị. Rồi, bao sống bao ship. Dạ, bao sống quốc, bao ship toàn quốc luôn. Đó cái gì? Cây này là cây mỹ nương. Đó. Hai cái đó là hai gốc nó không á hả? Hai này là hai cái gốc nè. Rồi, đo tổng chiều dài hai gốc là 65. Ngộ gì? Đó. Đây hoành của nó là 29 nha. Rồi. Cây mỹ nương nha. Rồi đo hai cái bầu bao nhiêu? Từ bên đây bầu đầu kia coi. Mới nãy đâu rồi. Đó chưa? Rồi. Rồi. 65. Rồi. Mã số 14. Xin giao lưu với giá là đây. Cây mỹ nương. Dạ, cây mỹ nương có hoa 5 cánh. Cái này xin giao lưu với giá là 1.000.000, bao phí ship toàn quốc nha. Đây, 15 là cây mỹ nương ôm đá. Đó, mini nhưng mà dáng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đây. Đo cái chiều đổ của nó là 43. Cây này chịu nước nha. Này mình về mình có thể ngâm nước trong vòng một ngày rồi mình hay trồng cũng được. Ôi dướng tùm lum nha rồi. 40. Rồi 20 đi. Rồi bán cây đi, bán cây đi. Rồi. Cây này mã 15, xin giao lưu với giá là 800.000 đồng nha. 800.000. Dạ, bao phí ship toàn quốc. Số 15. Mỹ nương. Hoa trắng 5 cánh thơm nha. Rồi cây số 16. Đó, ở đây có cái vít lũa nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây này là 85. Đó. Nè, ở đây có cái vít lũa này nha. Đó. Rồi, có vít đồ bánh đây nè. Tẹo. Rồi. Đây. Hoành ở vị trí này xin báo là 35. 35. Đó. Rồi. Cây mã số 16 với giá là 1.000.000 đồng, bao phí ship toàn quốc nha. Cây này là cây mỹ nương. Mỹ nương. Dạ, cây mỹ nương, clip này được có 2-3 cây mỹ nương thôi nha. Mã số 17. Đó, cây mỹ nương ha. Cây này cao nha. Chiều cao của nó là 100. Đó. Cây này mới bứng ha. Cây này mới bứng, mới làm. Hoành ở vị trí này là 75 nha. Rồi, hoành ghế 75. Quay. Dạ. Bao phí ship toàn quốc rồi, luôn. Rồi trên cái eo này có bao nhiêu? Đây. Hoành ở vị trí này xin báo là 59 nha. À. Này mình tưới nước trong vòng 10 đến 10 chậm là 1 tháng, cây sẽ đâm chồi sống khỏe nha cô chú anh chị. Nhiều. Giá nhiều. Cây đó dòm giá là giá nhiêu cây đó? Rồi cây đó giao lưu với giá là 1.300.000, mã số 17 nha. Mã số 17 mình luôn. Rồi, chiều 7. Rồi, cây này 18, có giá là 4, ủa, chiều cao là 45. Đó. Đây, cây này nó đâm tược rồi nè. Rồi, có cái thẹo đây. Đó. Cái thẹo này nhưng mà mình tới thịt rồi đó. Rồi, đo hoành. Đây. Tổng hoành của nó hoành là ghế. 92. Rồi hoành trên này coi hoành thân coi. Để thân, thân xin báo là 43 thôi nha. Rồi. Mã số 18 xin giao lưu với giá là 700.000 đồng, bao phí ship toàn quốc cây nha cô chú nương. Anh
Dạ, cây mị nương, hoa năm cánh, hoa thơm nha cô chú anh chị. Giá chưa? Rồi, mã số 18 xin báo giá là 700 ngàn. 19. Mã số 19 là một cây sam nha. Đó. Sam gì? Sam siêu bông. Chiều cao của nó là 37. Sông Anh phải không? Đó, đã vô dây hết rồi nha cô chú anh chị. Bệ đế rất là đẹp nha, 13 là hoành ha. Rồi bông một màu hả? Bông màu tím. Rồi, rồi giá luôn. Cây này xin giao lưu với giá là 400k, bao phí ship toàn quốc. 400k mã số 19 nha. Rồi mã số 20. Thuần chậu rồi ha. Dạ thuần chậu hết rồi. 39 là chiều cao. Rồi hạo tán ngang của nó là 46. Mã số 20. Sam siêu bông nha cô chú anh chị. Hoành là 13 luôn ha. Cây có bệ đế rất là đẹp nha. 450 ngàn. Mã số 21. Đó cái này đã vô dây rồi. Chiều cao của cây này là 40, tán ngang của nó là 60 ha. Sam siêu bông. Dạ này vô cái chậu kiểu là rất là đẹp nha. Hoành ở vị trí này xin báo là 12. Rồi cây sam 21 xin giao lưu với giá là 450k. Mã số 22. Cây này giống như gắn uống lượng ha. 37 là chiều cao. Đó. Hoành ở vị trí này xin báo là 13 nha. Rồi. Cây 22 sam siêu bông xin giao lưu với giá là 450k. Rồi. Bao phí ship toàn quốc nha. Rồi mã số 23. Chiều cao của cây này là 40. Đó. Tán ngang ở cái vị trí này là 42. Rồi. Hoành xin báo là 13. Mã số 23 sam siêu bông xin giao lưu với giá là 500.000 đồng bao phí ship toàn quốc nha. Mọi thông tin chi tiết thì liên hệ qua số điện thoại 0939700449 cũng là số Zalo ha cô chú anh chị. Chiều cao của cây này là 37. Đó, cây này tàn rất là đẹp luôn nha. Tán ngang của nó là 57, có cái mặt bông đó. Ngưng rồi, dạ. Cho bông rồi. Mặt bông của nó màu tím nha. Đó. Đây, hoành ở vị trí này xin báo là 12. Đó. Cây này xin giao lưu với giá là 450k cho mã 24 nha. Rồi, mã 25. Đó. Chiều cao của cây này là 46. Tán ngang của nó là 53. Đó, bộ đế này chưa có môi lên nữa nè ha. Về cô chú anh chị môi thêm ha. Hoành 12, 11 à. 11. Mã số 25 xin giao lưu với giá là 400 ngàn nha. Cũng siêu bông nữa ha. Dạ, cũng siêu bông luôn. Cái này mình về mình bẻ theo ý thích của mình nha. Rồi. Hiện tại vô dây rồi. Mã số 26. 6, sam siêu bông luôn nha. 42 là chiều cao. Đó. Tán ngang. Tán ngang của nó 42. Hoành là 15. Rồi. Đó. Cây 26 xin giao lưu với giá là 400 ngàn nha. 400. Rồi, đến với mã 27 là cây thần kỳ nha. Có cái trái làm thay đổi vị giác của mình ha. 104 là chiều cao. Cây hiện tại đã có trái rồi nha cô chú anh chị. Tán ngang của nó là 46. Đó. Trái chưa? Dạ, trái có trái rồi phải không? Đây, có trái mà chưa chín nè. Mấy mùa phải không? Đây. Đây. Màu xanh nha. Rồi. Đó. Đây. Rồi, có bị thẹo phải không? Có bị thẹo. Mã này hoành là 15 nha. Đó, này có bị thẹo. Nó nứt cái nhưng mà liền sẹo rồi nè. Rồi. Mã số 27 500 ngàn bao phí ship toàn quốc nha. Mã số 28. Đó. Cũng là một cây thần kỳ luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao của nó là 102. Tán ngang của nó là 46. Đây, cây này lên bông mà bông cũng có cái mùi hương nhẹ nhẹ luôn đó. Đó, cây thần kỳ nha. Đây, hoành cây này thì chín ha. Chín. Dạ. Cây thần kỳ mã số 28 xin giao lưu với giá là 350 ngàn. Bao trộn bộ phí ship toàn quốc. Bao sống bao ship cho cô chú anh chị tận nhà nha. Rồi, cây 29. Cây này quá khứ trái luôn rồi nè. Chín đỏ về hết rồi.
142 là chiều cao nha. Nào. Rồi ăn đi Vũ. Đó. Quay. Cây này dữ lắm, trái luôn. Ngon không? Ngon chứ. Ăn thì ông có 2 lít dưa thỉnh. Rồi, quanh cái này xin báo là 10 nha. Cây thần kỳ nha cô chú anh chị. Thuần chậu luôn rồi. Mã số 29 Cerulo với giá là 400 ngàn ha. 30 clip. Rồi, mã 30 thần kỳ cuối clip nha. Rồi, cây này cũng có trái luôn rồi nha. Cây rất là già rồi, 94 là chiều cao. Đây, nguyên chùm trái trên đây. Đâu? Đây nè. Đâu? Đó. Đây nữa nè. Rồi, ăn trái đi. Thôi. Đây, quanh cây này là 9 ha. Mã 30, xin giao lưu với giá là 300 ngàn. Bao trộn bộ phí ship toàn quốc. Rồi, cây cảnh bình an. Xin cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã nhiệt tình ủng hộ cho con. Xin chân thành cảm ơn ạ. Chào tạm biệt quý vị các bạn. Hẹn gặp lại vào những video sau.